Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Netviet Story. Vâng, qua clip vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn những hình ảnh hết sức sinh động, những hoạt động của trang trại đồng quê Ba Vì. Và ngay sau đây chúng ta hãy đến với cuộc trò chuyện cùng với tiến sĩ Ngô Kiều Anh, là người có ý tưởng mở trang trại đồng quê Ba Vì này. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Ngô Kiều Anh đã tham gia chương trình Netviet Story của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, tiến sĩ có thể chia sẻ là xuất phát từ ý tưởng như thế nào mà bà cho xây dựng trang trại đồng quê Ba Vì ở dưới chân núi Ba Vì này không ạ? Tôi nghĩ thế này, một trong cái lý do mà để thôi thúc tôi làm cái trang trại đồng quê dưới chân núi Ba Vì là vì rất nhiều bài hát, và thậm chí chúng ta đi chúng ta nhìn thấy, hay là rất nhiều người đi nước ngoài về đều nói tại sao Việt Nam đẹp thế. Việt Nam đẹp bởi vì những cái mướp xanh của thiên nhiên, của cây cỏ. Cho nên một cái thôi thúc của tôi tức là làm sao đưa cái thông điệp, cái quà tặng của thiên nhiên tới những cái người mà chúng ta đang quen sống ở đô thị. Thế thì dưới chân núi trang trại đồng quê chúng tôi xây dựng thì tôi nghĩ rằng là một cái vùng thiên nhiên rất là đẹp, rất là quý, vì là có cái rừng tự nhiên hay rừng nguyên sinh của vườn quốc gia, có những cái dòng sông lớn, có mặt nước rất là lớn. Thế rồi thì là có cái lịch sử văn hóa rất là sâu, rất là dài từ thời Hùng Vương tận chúng ta bây giờ, và nó đã tạo ra được những cái làng nông nghiệp truyền thống. Nông nghiệp truyền thống về chăn nuôi trồng trọt trên những cái sản vật cụ thể, và có thể là nó mang cái tính hàng hóa, và nó lại rất gần thủ đô Hà Nội, đường xá bây giờ thì rất là tiện lợi. Bà có thể cho biết cái quá trình xây dựng trang trại đồng quê Ba Vì được tiến hành như thế nào không ạ? Cái khác của chúng tôi tức là không phải chúng tôi là một địa điểm của chúng tôi như các đơn vị khác, là lấy một cái diện tích đất rất lớn, xong rồi mang tất cả vào và đưa du khách vào đấy để hưởng thụ. Nhưng mà tôi thấy cái đó nó không đúng với lại cái bà mẹ thiên nhiên đã trao cho chúng ta tất cả những cái quý giá nhất. Chúng ta phải được hưởng trong một cái không gian mở. Chúng ta phải đi, du khách phải được tiếp xúc với những cái con người sản xuất ra những cái sản vật đó. Thì tôi gọi là đấy là chúng ta được truyền cảm cái năng lượng tích cực từ thiên nhiên và từ cái cộng đồng con người đó. Thì tôi nghĩ là cái giá trị mà chúng tôi muốn đưa đến cho du khách là như vậy. Và cái giá trị đó thì nó sẽ là một cái thông điệp truyền tải, là những cái kết quả lao động, tác động của cái cộng đồng nông nghiệp của chúng ta, dân cư ở đây từ cái thuở xa xưa thì nó được giữ lại như thế nào. Thì tôi nghĩ đấy là cái nét văn hóa rất lớn mà các du khách mà hiểu biết, có tri thức, hiểu biết đánh giá rất là cao. Thì ở đây thì trang trại đồng quê thì sau gần một chục năm hoạt động ấy, thì chúng tôi đã làm 6 cái chủ đề. Thì nó toàn liên quan tới cái di sản về văn hóa nông nghiệp và cái di sản về thiên nhiên. Thế ngoài ra ấy, thì nói thế thôi, không phải là chúng tôi chỉ thiên về những cái rất là cổ xưa, rất là cũ, mà chúng tôi còn muốn là đi sâu vào để mà bật lên những cái sản vật mà chỉ có trên cái vùng đất này mới có thôi. Cái sản vật mang tính địa phương, mang tính bản địa. Cách Hà Nội hơn 50 km về phía Tây, trang trại đồng quê Ba Vì thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì của nữ tiến sĩ Ngô Kiều Anh, với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp là một địa điểm lý tưởng để các du khách nhí có thể tìm hiểu và trải nghiệm nền văn hóa nông nghiệp. Trong ngôi nhà tranh vách đất, các em không chỉ được biết đến cách làm nhà thô sơ dựa trên những vật liệu tự nhiên sẵn có, mà còn được làm quen với những công cụ lao động có từ thời xa xưa. Ở bất kỳ hoạt động nào, các bạn nhỏ cũng tỏ ra ngạc nhiên và cực kỳ thích thú. Nhìn những dáng người nhỏ bé vụng về cầm chiếc nơm úp cá, có thể thấy được hiệu quả của việc để trẻ em tiếp cận với các hoạt động nông nghiệp mang đậm dấu ấn văn hóa làng quê. Bởi nó không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích khác lạ cho trẻ em thành phố, mà còn là bài học trực quan sinh động, giáo dục các em biết quý trọng sức lao động và những nét văn hóa truyền thống của cha ông. Đáp lại những tâm huyết một đời của nữ tiến sĩ Ngô Kiều Anh, nụ cười của trẻ nhỏ cũng là niềm vui, sự hài lòng của các bậc phụ huynh khi đưa con em mình tham gia những hoạt động trong trang trại đồng quê Ba Vì. Tôi thấy rằng là những cái hoạt động trải nghiệm này rất là có giá trị với các bé,
Bởi vì các bé lớn lên ở thành phố nên là có những cái hiểu biết về cuộc sống ở những cái vùng miền khác nhau, hoặc là những cái ngành nghề mà các bạn sẽ không bao giờ có thể học đến sách vở được, mà cần những cái hoạt động thực tế. Vì chuyến đi này bạn được trở về với các cái văn hóa truyền thống, ví dụ như là các cái công cụ dùng trong nông nghiệp thời xa xưa, từ xa xưa đến nay thì các bạn ấy cảm thấy rất là hào hứng và bạn ấy tò mò, bạn ấy sử dụng chúng một cách rất là như một cái thứ mà mới mẻ, mà có cái chuyến đi này thì bạn mới biết đến những cái thứ đấy. Bên cạnh những ngôi nhà tre vách đất hay là những cái hoạt động trải nghiệm du lịch rất là sống động, thì trang trại đồng quê Ba Vì còn có những mô hình xây dựng những cái trang trại trồng rau hữu cơ, đúng không ạ? Thành lập cái hoạt động này thì chúng tôi cũng muốn giữ lại những cái canh tác truyền thống của ông cha ta trước đây. Đã rất là nhiều nghìn năm chúng ta không hề có hóa chất, mà chúng ta vẫn ra được cái thức ăn, đồ uống rất là tươi sạch, rất là tốt cho sức khỏe. Còn bây giờ sao chúng ta quá sợ với cuộc sống xung quanh. Thế cho nên là tôi cũng nghĩ là có thể là đây một cái đống lửa như một quả diêm rất nhỏ, để mà chúng tôi chứng minh rằng là chúng ta nên quay lại cái canh tác truyền thống đó. Nhưng tất nhiên để làm ra hàng hóa thì chúng ta sẽ áp dụng khoa học công nghệ, nhưng mà ví dụ như là những cái tiến bộ của công nghệ sinh học chẳng hạn, hay là chúng ta có những cái chế biến, có những cái sơ chế nó ứng dụng khoa học công nghệ nó tốt hơn. Thế thì và cái vùng đất này ấy, thì chúng ta có rất nhiều tri thức bản địa từ những cái dân tộc của hai dân tộc Mường và Dao. Họ đã biết sử dụng những cái cây cỏ của thiên nhiên để chữa bệnh. Họ đã chữa được bệnh bằng những cây cỏ gọi là thuốc nam như vậy, thì tại sao chúng ta không thể biến thành thức ăn được? Đấy là cái động lực để mà tôi nghiên cứu cũng như là thực hiện, nhưng mà phải nói là cực kỳ khó khăn về đầu ra. Thì tất nhiên là khi mà làm cây dâu sạch thì nó còn nhiều thứ lắm. Đấy, nó còn là vấn đề là không khí sạch, còn nước sạch, nhưng cái đất vẫn là như là cái nôi để cây rau nó lớn lên, để nuôi dưỡng nó. Cho nên là chúng ta phải làm đất sạch và đất bổ dưỡng, không phải chỉ sạch không. Thì đất sạch, đất bổ dưỡng này thì chúng ta phải chú ý đến cái nguồn phân sạch. Thì cái vùng này là cái vùng có nguồn phân chuồng rất lớn, bởi vì đây là cái nôi nuôi bò sữa đầu tiên, và hiện nay cũng là cái số lượng bò sữa và chăn nuôi bò sữa lớn nhất cái vùng cái ngoại ô Hà Nội này, và hãng còn thiên nhiên rất là lớn. Thế cho nên là từ cái phân chuồng đó thì kết hợp với kiến thức bản địa của ông bà ta ấy, thì chúng ta đưa cái lá cây xanh vào, gọi là ủ phân xanh đấy. Thì đây gọi là vừa phân chuồng vừa phân xanh, rồi chúng ta lại đưa khoa học kỹ thuật, tức là chúng ta đưa những cái chế phẩm vi sinh, những cái chủng loại vi sinh rất tốt mà trên thế giới hay trong nước bây giờ là các nhà khoa học sản xuất rất nhiều. Thế thì chúng ta sẽ có một cái thời gian rất là ngắn để chúng ta làm được cái đất vừa bổ dưỡng vừa sạch để làm cho cây trồng nó phát triển. Đấy, thì tôi nghĩ là đưa khoa học kỹ thuật vào cái trồng trọt là như vậy. Còn tất nhiên còn nhiều vấn đề nữa. Vấn đề như chúng ta phải quản lý cái sâu bệnh ra làm sao. Nhưng khi đất sạch đó thì cái sâu bệnh nó sẽ giảm đi. Nhưng ngoài ra thì chúng ta phải áp dụng một số các công nghệ nữa. Đấy, rồi thì là chúng ta phải có nước sạch, rồi chúng ta phải bắt sâu nhổ cỏ bằng tay, chứ không phải bây giờ là chúng ta dùng cái thuốc trừ cỏ rất là khủng khiếp, gọi là thuốc cỏ cháy đấy, hoàn toàn đấy là dioxin. Và người nông dân không còn cái hứng thú để mà nhổ cỏ nữa, để mà coi như là chăm bón trên cái vườn, trên cái đồng ruộng của mình nữa, thì tôi thấy đấy là rất là nguy hiểm. Từ năm 2008, tiến sĩ Ngô Kiều Anh đã xác định Ba Vì là vùng nguyên liệu lý tưởng để trồng rau hữu cơ. Nơi đây có cánh rừng nguyên sinh còn được bảo tồn, thảm thực vật phong phú, chất đất, chất nước hoàn toàn tinh khiết và đặc biệt không chứa tổn dư thuốc bảo vệ thực vật. Hiện tại, mô hình trồng rau hữu cơ và thảo dược quý trên đồi núi được bà cho thí điểm trên diện tích rộng hơn 7.000 m2 tại chân núi Ba Vì. Ngoài ra, để phát triển tốt mô hình du lịch nông nghiệp, trang trại đồng quê của tiến sĩ Ngô Kiều Anh cũng liên kết rất chặt chẽ với các làng nông nghiệp truyền thống xung quanh, hỗ trợ về cách thức hoạt động du lịch để cùng đón tiếp du khách chú đáo, và đã có được một số kết quả tương đối khả quan ban đầu.
Vậy thì chắc hẳn là trong cái quá trình xây dựng thì đã gặp rất nhiều những khó khăn đúng không ạ? Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vì cùng một lúc ấy thì và hai cái mục tiêu này không thể nào tách rời nhau. Cái mục tiêu mà làm ra sản phẩm sạch hay là trồng theo phương pháp hữu cơ. Trên đây thì tôi chỉ dám làm một cái là rau thôi. Đấy, và trên rau thì chúng tôi cũng chỉ chọn cái rau gia vị và rau từ gốc từ thảo dược. Thế và cái thứ hai là để hướng dẫn thị trường ấy là biết được cái giá trị của những cái rau đó thì chúng tôi lại phải làm du lịch nông nghiệp. Bởi vì du lịch nông nghiệp là gì? Là đưa khách đến để mà xem xét toàn bộ cái quy trình đó và đồng thời là hưởng thụ luôn. Thì đồng thời chúng tôi phải mang tính cộng đồng nữa. Vì bản thân trang trại chúng tôi không thể làm được, chúng tôi chỉ làm những cái mô hình trình diễn đầu bờ thôi. Mà cái này nó phải lan tỏa trong các nông hộ. Thế cho nên là thực ra thì, và tôi phải nói rằng một mình đơn thương độc mã. Đấy, với cái ý nghĩa là làm ra mô hình thôi. Làm mô hình tuy rất nhỏ. Thế thì tất nhiên là nói đến đấy thì chắc là độc giả cũng hiểu là bọn tôi sẽ gặp khó khăn đến như thế nào. Vâng, tiến sĩ có thể cho biết là trong tương lai trang trại đồng quê Ba Vì sẽ định hướng phát triển như thế nào không ạ? Tôi chỉ là một cái đốm lửa rất nhỏ. Đốm lửa rất là nhỏ. Và cũng muốn nó lan sang thành ra là một cái cháy lớn hơn. Cái cháy đây là cái cháy cả về tư duy. Cái cháy đây là cái cháy cả về hành động của cộng đồng. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi vẫn phải kiên trì thôi để thuyết phục. Và một cái ý tưởng mà tôi đã đề xuất thậm chí với Ủy ban Nhân dân Hà Nội rất lâu rồi, là từ năm 2009, tức là tôi muốn là quy hoạch được thành, trong cái quy hoạch này là có sự bảo vệ nữa, có sự bảo tồn nữa, những cái vùng đất quý giá của cái vùng phụ cận trên núi Ba Vì này, bao gồm một số huyện như là Ba Vì, như Sơn Tây, như Thạch Thất, như là Đan Phượng, Phúc Thọ, là những cái vùng đất nông nghiệp từ cổ xưa. Và nó lại được, vẫn còn được những cái yếu tố thiên nhiên rất quý giá nó đang ảnh hưởng. Thì tôi nghĩ rằng là cái ý muốn rất là mãnh liệt và rất là tâm huyết của tôi. Thế thì nếu mà trở thành một cái vùng được định hướng thành cái vùng canh tác nông nghiệp hữu cơ trên tất cả những cái sản phẩm chủ lực mà tôi nghĩ cũng rất đầy đủ của cái vùng đất này, như là cái gì cũng có cả, như là rau cỏ, như thịt cá, như là đồ ăn, những cái trái cây, như là hoa quả, thì tôi nghĩ rằng là hay là ngay cả những cái vùng thuốc nam nữa, với cái kinh nghiệm bản địa rất lớn của dân tộc Dao, dân tộc Mường, thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái không những là ý muốn của tôi nữa, mà tôi nghĩ đây một cái công cuộc nối vòng tay lớn, cho nên là thực ra là tôi cũng đang đi thuyết phục để nối vòng tay lớn. Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện vô cùng thú vị vừa rồi. Cuộc trò chuyện vô cùng thú vị cùng với tiến sĩ Ngô Kiều Oanh trong không gian vô cùng thoáng đãng của trang trại đồng quê Ba Vì đã kết thúc chương trình Nét Việt Story của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.